Rồi ngày hôm nay thì mình sẽ làm hai thứ như sau. Thứ nhất đó là mình sẽ có một cái bài appearance để mà mình học một số cái từ vựng nó liên quan đến cái ngoại hình ha mọi người ha, cái ngoại hình. Và thứ hai nữa là mình sẽ tập một cái task 2, tức nghĩa là một cái phần số 2 là cái phần độc thoại, tức nghĩa là người ta sẽ hỏi bạn những cái câu hỏi gì đấy. Và các bạn sẽ có 1 phút để các bạn ở trong phòng thi, các bạn sẽ có 1 phút để các bạn nói ra, liệt kê ra những cái ý tưởng chính của mình, và sau đó là các bạn sẽ phải tự động nói liên tục ở trong vòng 1 đến 2 phút ha. Và như vậy thì các bạn sẽ nên nói càng nhiều càng tốt, nhưng mà bám vào cái nội dung của cái câu hỏi, thì tí nữa anh sẽ hướng dẫn mọi người sau về cái đó. Bây giờ mình sẽ học trước một số cái từ vựng về cái chủ đề là appearance sao mọi người ha. Thì anh sẽ nhắc với mọi người một cái bí quyết nho nhỏ như thế này nè. Cái appearance á, thì mặc dù là chúng ta học á, là học từ vựng là để cho mình có một ít gì đó, cái từ vựng nó liên quan đến cái chủ đề appearance này thôi, nhưng mà khi mà các bạn đi thi á, ví dụ như là chúng ta có những cái câu hỏi như sau, anh kéo lên cái part 1 cho mọi người coi thử nha. Do you look like any other people in your family? Bạn có giống ai, bất kỳ ai ở trong cái gia đình của bạn hay là không? Thì một cái xu hướng thông thường á, là các bạn sẽ đi vào cái việc là các bạn nói là có hoặc là không, và sau đó các bạn có thể là kể về những cái ngoại hình cụ thể của cái người đó, và kể về cái ngoại hình của bản thân để mà chúng ta có thể so sánh. Nhưng mà ví dụ thêm một cái ví dụ nữa ha, chúng ta có một cái câu hỏi là tell me about your family, ví dụ như là tả về cái những cái thành viên ở trong family đúng không ạ, hoặc là một cái câu khác là what does your best friend look like, cái người bạn của bạn á, cái người best friend của bạn á, trông như thế nào. Thì ở đây á, thông thường các bạn sẽ bị sa đà vào cái việc là các bạn miêu tả về cái người bạn của bạn hoặc là một cái người nào đó, và các bạn sẽ cần phải có một số cái từ vựng nó liên quan đến appearance. Thì cái câu hỏi ở part 1 và part 2, part 1 và part 3 á, thì nó có một cái đặc trưng như vậy. Chúng ta sẽ chỉ cần á, trả lời đúng vào cái trọng tâm câu hỏi là what does he look like, what does she look like, hoặc what does your best friend look like. Chúng ta chỉ cần trả lời đúng với cái trọng tâm của cái câu hỏi ở ngay cái câu đầu tiên thôi. Còn những cái nội dung ở phía sau á, thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta cứ phải đi tập trung vào cái việc là đi tả một cái người nào đó. Bây giờ anh sẽ lấy ví dụ nha. Một cái người bạn của anh á, ví dụ như là cô ấy là có cái tóc ngắn, thì ok anh sẽ tả là short hair. Rồi một cái người mà rất là có đặc trưng là người châu Á, xong rồi mắt hiếp, hay là cô ấy đeo kính, hay là cô ấy có một cái dáng người rất là thon gọn, có một cái slim figure, ví dụ như vậy đúng không ạ? Thì rõ ràng là đôi khi có những cái ngoại hình, có những cái đặc điểm ngoại hình đó, thì mình có thể miêu tả được. Nhưng mà có những cái ngoại hình mình thật sự mình muốn nói, ví dụ là mắt hiếp, ví dụ như thế ha, hoặc là tóc tóc mà tóc bum bê đi chẳng hạn. Cái đó là cái sự thật ở ngoài đời. Nhưng mà bây giờ anh đâu phải là lúc nào anh cũng sẽ là chuyên ngành về chuyên về miêu tả cái con người đâu đúng không ạ? Anh là anh đi học về business thì nó sẽ những cái từ vựng của anh nó sẽ xoay quanh cái chủ đề của business, trừ khi nào mà bạn là một cái người sinh viên về về chuyên ngành về mỹ thuật hoặc là về thời trang hay là về cái gì đó nó liên quan đến đến con người á, thì chúng ta mới 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 là tiếp xúc với nhiều cái từ vựng nó liên quan đến appearance đúng không mọi người? Thành ra anh sẽ chỉ cần trang bị cho bản thân một số cái từ vựng cơ bản và appearance mà thôi. Còn lại tất cả những cái khác á, là anh sẽ lái cái câu trả lời của anh sang một cái thứ khác. Ví dụ như là sau khi mình nói người ta hỏi là what does your best friend look like, thì anh sẽ có thể nói là cổ có short hair hoặc là cổ có slim feature. Nhưng mà có những cái anh không có biết nói, ví dụ tóc bum bê anh không biết nói, hoặc là mắt hiếp anh cũng sẽ không biết nói. Như vậy anh sẽ xử lý bằng cách nào? Anh sẽ xử lý bằng cách là cái câu trả lời của anh chỉ nói về cái việc mà short hair và slim feature mà thôi. Rồi sau đó anh sẽ chuyển sang một cái câu chuyện khác, chứ anh không cần nói về cái appearance nữa. Như vậy thì mình sẽ cần có một số cái từ vựng cơ bản và appearance để tự trang bị cho bản thân mình thôi. Còn lại tất cả những cái khác á, thì mình sẽ không cần thiết quá nhiều. Và nếu mà nói như vậy á, anh nói là lái sang một cái câu chuyện khác, thì anh có thể làm như thế nào ạ? Mình sẽ luôn nhớ là có rất là nhiều cách để chúng ta
để chúng ta xây dựng một cái câu chuyện. Bây giờ mình sẽ hình dung đi, nói chung là các bạn trong lớp mình cũng còn trẻ mà, đúng không ạ? Các bạn sẽ đến tuổi mà đi hẹn hò một ai đấy. Vậy giờ bây giờ mình sẽ tưởng tượng là cái phần speaking part 1 của mình hoặc là part 3 của mình đó, là một cái cuộc trò chuyện với một người bạn trai hoặc một người bạn gái mà mình mới quen, đúng không ạ? Thì rõ ràng là mình không thể nào mà hỏi là bạn có thích uống trà hay không, cái nói là mình thích, cái xong chấm hết, cuộc hội thoại chấm dứt từ đó, thì nó sẽ không có đi đến đâu, đúng không ạ? Như vậy thì mình hãy tưởng tượng là mình đang đi trên một cái cuộc hẹn hò, và sau đó là nhờ cái câu hỏi là bạn có thích uống trà hay không, thì nói là oh yes, tôi có thích uống trà, và cái món trà tôi thích là cái này, rồi hàng ngày tôi thường hay uống trà vào lúc này, và tôi thường hay mua trà ở nơi này nơi kia, rất là famous, rất là nổi tiếng, này nọ lâm nam, đúng không ạ? Đó là mình đang thực hiện cái chuyện gì ạ? Mình đang kéo dài cái câu chuyện của mình ra nhiều hơn một câu nói, được chưa? Và để kéo dài như vậy, chúng ta có những cái phương pháp nào? Chúng ta hãy nhớ lại là hồi mà đi học tiểu học á, thì chúng ta thường được cho cái dạng văn gì ạ? Các bạn thường hay được các thầy cô giáo cho cái đề gì ạ? Ví dụ là kể về một cái giấc mơ đêm qua em gặp phải, đúng không ạ? Hoặc là miêu tả về ông nội em, hoặc là cái gì ạ? Miêu tả về ngôi nhà của em, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Tức nghĩa là làm sao ạ? Mình đang học những cái văn về kể chuyện và cái văn về miêu tả. Ok, rồi đi lên đến cái cấp 2, các bạn được học văn gì? Văn biểu cảm, các bạn bộc lộ cái cảm xúc của các bạn ra, bạn nói về những cái feelings và những cái emotions của các bạn, đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn mới học đến cái nghị luận, thì mới là những cái opinion hoặc là những cái discussion, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì ở trong cái những cái câu hỏi về cái tính chất là interview như thế này á, thì chúng ta có thể xử lý nó bằng cách nào? Bây giờ nếu mà hỏi về what does your best friend look like, thì rõ ràng là điều đầu tiên mình nghĩ đến là một cái giọng văn miêu tả. Mình có thể tả là đặc điểm này, đặc điểm kia. Nhưng mà sau đó mình thấy khó quá, mình có thể chuyển sang một cái khác. Ví dụ mình sẽ chuyển sang cái tông giọng là kể chuyện, hoặc là tông giọng là biểu cảm. Ví dụ đúng không ạ? Ví dụ là tôi rất thích bạn đó, tôi rất là adore hoặc là admire bạn đó, thấy bạn đó rất là dễ thương, kiểu như vậy đó. Thì đó là cái biểu cảm của mình. Chứ mình nếu như mà mình tập trung châu đầu vào cái việc là tôi thấy bạn đó là có mái tóc như thế này, rồi dáng người thế này, rồi cái skin, cái màu da như thế này, thế này, thế này, thì các bạn sẽ rất là khó khăn và gặp lúng túng khi mà các bạn phải miêu tả cái điều đấy, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra, ngoài cái việc là biểu cảm ra, thể hiện cái feelings ra, thì chúng ta còn có thể làm cái việc gì nữa ạ? Chúng ta có thể nói một cái giọng văn kể chuyện. Ví dụ như là bạn ấy có một cái short hair mà có thể catch anyone's attention, có thể bắt được cái sự chú ý của mọi người xung quanh, đúng không ạ? A short hair which is very attractive, ví dụ như vậy. Rồi xong anh đang mô tả về cái short hair, rồi và anh sẽ không có nhiều cái từ vựng để anh nói về cái short hair hay là cái mái tóc của mình là có cái mái, có cái bang như thế nào. Vậy thì anh có thể kể là khi mà tôi first met her when I entered high school, thì her hair caught my attention at the beginning. Ví dụ như vậy, đúng không? Mình đang kể một cái câu chuyện ra là khi mà tôi vừa vào trường cấp 3 thì tôi bắt gặp cái mái tóc rất là đẹp của cô bạn đó, và ngay lập tức là nó caught my attention, nó bắt được cái sự chú ý của tôi ngay lập tức. Như vậy là mình đang chuyển từ một cái tình huống khó, nó chuyển sang một cái điều kiện, một cái tình huống dễ thở hơn cho mình, một cái trường hợp, một cái điều kiện nào đấy mà chúng ta có thể làm cái việc gì ạ? Chúng ta cảm thấy là dễ dàng, nhẹ nhàng hơn và có nhiều cái từ vựng hơn để chúng ta nói. Vậy thì chốt lại, kết luận lại ở đây là cái điều gì ạ? Là ở trong mọi tình huống á, thì các bạn hãy dùng một cái đầu thật là lạnh, hãy sử dụng lý trí của bản thân. Đi thi á, là không cần phải honest to yourself, chúng ta không cần phải trung thực với cái cuộc sống thực tế của bản thân. Có thể là người bạn của mình họ có cái đặc điểm này như thế này, hoặc là có thể là hỏi về một cái tình huống nào đó bạn nghĩ như thế nào. Thì nếu như mà ở ngoài đời bạn rất là tin tưởng hoặc là có cái chính kiến, có cái quan điểm mạnh mẽ về một cái điều gì đấy, nhưng mà khi mà chuyển sang tiếng Anh các bạn xét thấy là bạn không có đủ từ vựng vào cái điều đó, thì các bạn cần phải chuyển hướng nó đi, lái nó sang một cái hướng khác dễ thở hơn cho các bạn.
được không ạ? Bởi vì không có ai judge các bạn với cái việc là các bạn đi lái vào một cái đề tài nào khác, trừ khi các bạn đi quá xa vấn đề mà thôi. Chứ còn ở đây á, đối với cái task response, tức nghĩa là cái việc mà hoàn thành cái yêu cầu của đề bài, là các bạn đã có một cái câu ở đầu tiên để các bạn trả lời directly rồi, là người bạn trông như thế nào. Tôi nói là người bạn có cái short hair, như vậy là xong rồi, đúng không ạ? Chỉ cần một cái đó thôi, và có một cái phần ở phía sau là chúng ta không cần phải không cần phải lăn tăn gì thêm, mình sẽ chuyển sang một cái câu chuyện khác. Rồi lấy ví dụ như là một cái câu hỏi như sau, ví dụ như là do you look like any other people in your family, đúng không ạ? Thì thông thường chúng ta sẽ bị sa đà vào cái việc là tôi có giống người này hoặc là tôi không có giống người này, ví dụ như vậy. Ví dụ thông thường các bạn hay nghĩ đến việc là mình rất là giống mẹ hoặc là mình rất là giống ba, cái xong mà mình đi mô tả là ba có mái tóc trẻ ngô như thế này, rồi lông mày lông mi như thế này, rồi môi má miệng mũi như thế này, tay chân thế kia, vân vân, đúng không ạ? Thì cái việc mà đào sâu một cái lĩnh vực mà mình không chuyên á, đi đào sâu quá vào cái lĩnh vực đó thì sẽ chỉ là một cái khó cho các bạn thôi, đúng không ạ? Rồi thì anh có thể xử lý nó bằng cách nào ạ? Bây giờ anh nói là yes, I look a lot like my father in my family. Rồi sau đó thì có thể là anh sẽ mô tả sơ sơ một cái số cái cụm từ về cái appearance. Và khi mà anh bí xong rồi, anh bị bí ý tưởng về cái appearance rồi đó, thì anh sẽ bắt đầu anh chuyển qua đến cái hướng là kể câu chuyện. Ví dụ như là khi mà tôi ra ngoài thì rất là nhiều người nhầm lẫn chúng tôi với nhau, ví dụ như vậy, đúng không ạ? We are often taken by mistake khi when we go outside, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Có cái câu dưới này nè, we are often taken by mistake when we go outside. For example, just last week when I was going shopping in the supermarket and I met my uncle and he thought that I was my father. Ví dụ như vậy, đó là đơn giản là một cái câu chuyện mình đang lái sang một cái chiều hướng khác để mà mình cứu bản thân mình. Thì các bạn nhớ là các bạn đi thi á, các bạn nhớ giữ cho anh một cái đầu thật là lạnh như vậy, lúc nào cũng linh hoạt đi tìm một cái đường để cứu thoát cho bản thân ha. Rồi, anh nói sơ sơ về cái chiến thuật, một cái chiến thuật nhỏ nhỏ như vậy. Mỗi lần các bạn làm bài á, mỗi lần các bạn đi thi thì các bạn nhớ giùm cho anh những cái điều đấy. Bây giờ mình sẽ lượt qua một số cái từ vựng nó liên quan đến physical appearance nha. Có bạn nào bạn đọc giùm anh những cái câu này không ạ? Cho anh mời bạn nào xung phong được không ạ? Mời bạn Phương Anh Lương ha. Dạ. Rồi em đọc giùm anh những cái từ mà được in đậm phía bên này, rồi anh đợi anh tí xíu anh sẽ giải nghĩa cho mọi người. Đọc luôn bây giờ. Ừ đúng rồi. Yeah. To bear a striking resemblance. Rồi cái này đọc là striking. Resemblance này nghĩa là sao? Có một cái sự giống nhau rất là lớn. Cái này á mình sẽ bắt nguồn từ cái chữ resemble. Resemble là cái động từ có nghĩa là phản ánh một cái điều gì đó, hoặc là nó reflect một cái điều gì đó, giống như là một cái tấm gương nó phản chiếu cái ngoại hình của mình vậy đó. Nó sẽ giống hệt như cái ngoại hình của mình, gọi là resemble, là tái tạo lại, phản ánh, phản chiếu lại cái gì đó. Và chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có cái danh từ là resemblance. Resemblance có nghĩa là cái hình ảnh giống y hệt. Rồi và chúng ta sẽ có một cái danh từ ở đây, và có một cái striking. Striking này là một cái tính từ, thực ra nó có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là huge, great, large, a lot, ví dụ như vậy. Thì tức nghĩa là rất là nhiều, thay vì mình nói là significant, đúng không? Thay vì mình nói là great, thay vì mình nói là huge, thì mình còn có một cái chữ là striking. Như vậy thì mình sẽ có cái cụm là striking resemblance, tức nghĩa là những có một cái similar appearance, có cái ngoại hình giống nhau, ngoại hình giống hệt nhau, được không ạ? Resemblance đã là một cái same appearance rồi, mà bây giờ striking resemblance tức nghĩa là rất giống nhau, giống hệt nhau như hai giọt nước. Và cuối cùng mình có cái động từ to bear là to have, có được một cái gì đó. Nếu mà bạn nào thấy cái chữ bear này mà khó quá, các bạn có thể thay bằng to have a striking resemblance. Ok, mời bạn Phương Anh tiếp tục với cái câu số 2. Cropped hair. Các bạn nào, các bạn nữ có hay có cái áo crop top, đúng không ạ? Crop top là cái gì ạ? Cái áo thun mà nó ngắn hơn bình thường,
nó có thể lộ một cái vùng bụng đúng không ạ? Thì cái đó là crop top. Thì bây giờ mình có crop hair là cái gì ạ? Cũng là cái mái tóc mà nó ngắn hơn bình thường, thì chúng ta sẽ có là very short hair, hay còn gọi là cropped hair. Rồi tiếp tục mình có dòng thứ ba. Disheveled hair. Cái này á, chúng ta chỉnh lại, mọi người sẽ cần đọc lại nha. Disheveled hair. Disheveled hair. Ừ, cái này nó bắt nguồn từ cái gì ạ? Ờ, cái này shelf. Shelf là cái chúng ta thấy cái âm kết thúc của nó là âm L. Do vậy á, là cái âm cuối ED này mình sẽ đọc là the. The nhẹ đúng không ạ? Disheveled hair. Disheveled hair là untidy hair, tức nghĩa là cái mái tóc mà nó rối xù lên. Nếu các bạn nào mà có tóc xoăn hoặc là tóc mà không chải thì gọi là disheveled hair. Hoặc là chúng ta có một cái từ đơn giản hơn cho các bạn, nếu mà các bạn thấy nó khó quá, chúng ta gọi là untidy hair, được không ạ? Rồi tiếp tục. Dress up to the nines. To the nines này nghĩa là sao ạ? Thông thường á, là chúng ta sẽ có, anh nghĩ là cái này nó bắt nguồn từ cái cloud nine, là cái 9 tầng mây ha. Như vậy thì dress up bình thường nó có nghĩa là ăn diện, phục sức đủ thứ rồi, tức nghĩa là các bạn mặc đồ cho nó lộng lẫy vào, rất là đẹp vào thì gọi là dress up rồi. Mà bây giờ dress up đến mức mà rất là ngất ngưỡng, cao đến 9 tầng mây luôn. Ví dụ như là đi dự event đúng không, hoặc là đi một cái đám cưới nào đó, cái mặc đồ thật là lộng lẫy vào, đã áp đảo cả cô dâu luôn, ví dụ vậy, thì chúng ta gọi là dress up to the nines, ví dụ như vậy. Thì ở đây tức nghĩa là dress very glamorously, tức nghĩa là ăn mặc lộng lẫy. Ngoài ra cái việc mà lộng lẫy như vậy á, thì nó còn đôi khi nó có nghĩa là dress very smartly, tức nghĩa là ăn mặc rất là chỉnh tề, chỉnh chu, được không ạ? Thì gọi là dress smartly. Do vậy mình sẽ có một cái cụm từ để nói là smart looking. Smart looking nghĩa là sao ạ? Trông rất là chỉnh chu, rất là lịch sự, chỉnh tề. Đó. Rồi tiếp tục đến cái cụm tiếp theo. Fair hair. Fair hair, mọi người có đoán cái này là gì không ạ? Màu tóc có cái màu sáng á. Ừ, tóc màu sáng nha mọi người. Fair tức nghĩa là màu tươi sáng, màu nhạt á. Châu Á mình thì thường là tóc đậm, nhưng mà có nhiều bạn rất là thích cái để cái mái tóc màu khói chẳng hạn, hoặc là dụ màu blonde, màu bạch kim, platinum, ví dụ như vậy, thì gọi những cái đó là fair hair. Rồi tiếp tục mình có gì ạ? To be fair skin. Ừ, mình thấy một cái tính từ ghép đúng không? Giữa cái skin, skin bình thường là cái danh từ đúng không? Mà bây giờ mình thêm cái ed vào trong đó thì nó sẽ trở thành một cái tính từ. Và tính từ này á, nó cộng thêm cái tính chất vào trong đó là fair skin. Tức nghĩa là sao em? Da sáng màu. Ừ, da sáng, da trắng, da rất là tươi sáng, ví dụ như vậy đúng không ạ? Rồi nếu như mà anh nói là nếu mà da tối thì mình có thể nói như thế nào em ha? Tương tự giống vậy. Dark skin. Ừ đúng rồi, to be dark skinned, được không ạ? Đó thì cũng được, không sao hết. Đó, đó là kiểu, nhưng mà ít khi nào mình nói là, đừng nói theo kiểu tiếng Việt mình là nói là da đen thui, cái mình nói là black skin, không có. Mình sẽ nói là dark skin thôi. Còn bạn nào mà hay đi tắm nắng thì chúng ta sẽ có gì ạ? Tanned, hoặc là tan skin, đúng không ạ? Như vậy thì mình có thể mở rộng thêm cái này á, mình sẽ có là tan, hoặc là chúng ta sẽ có là tan skin, đúng không ạ? Tức nghĩa là cái ràng vàng da, rám nắng. Rồi, một cái nữa thì chúng ta sẽ có là dark skin, được không ạ? Đấy. Rồi, cái dòng tiếp theo là gì ạ? To get done off, nghĩa là sao ạ? To dress smartly. Dress smartly. Ăn mặc một cách thông minh, kiểu mix. À, như vậy nha. Khi mà chúng ta nói là oh wow, he looks smart, thì không có nghĩa là anh ấy trông thông minh, mà có nghĩa là anh ấy trông rất là đẹp trai. Cái gì mà gọi là smart á, là một cái kiểu mà handsome hoặc là beautiful, nhưng mà theo một cái kiểu là nó chỉnh chu, chứ không phải là smart là cái trí thông minh nữa nha. He is smart thì có nghĩa là anh ấy thông minh thật, nhưng mà lớn lên này á, he looks smart nghĩa là đẹp một cách là nó chỉnh tề. Giống như là các bạn sẽ thấy là ví dụ các bạn đi chơi ở ngoài đường đi ha, buổi tối hoặc là hàng lễ 2 tháng 9 các bạn đi chơi, thì các bạn sẽ thấy là mọi người ăn mặc rất là màu mè, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ khác nhau á. Thì làm sao ạ? Thì cái đó có nghĩa là các bạn đang giống như là
người tiếng Việt mình gọi là ăn vận lồng lộn lên. Nhưng mà khi mà các bạn đi học hoặc các bạn đi làm, các bạn bước vào các ngân hàng thử xem các anh chị mà làm nhân viên ở trong ngân hàng, các bạn thấy ở trong mặc đồ rất là gọn gàng, chỉnh chu và lịch sự đúng không ạ? Thì cái đó mình sẽ gọi là cái gì? Mình gọi là look smart hoặc là smart dressed, tức nghĩa là ăn mặc rất là gọn gàng, chỉnh tề. Thì tương tự như vậy ở đây là mình có get done up. Thì nó bắt nguồn từ cái chữ này nè, chữ là to do up. Ví dụ là do up yourself, ví dụ như thế, tức nghĩa là hãy ăn bận vào, hãy là gọi là mặc đồ cho nó chỉnh chu vào, ví dụ như vậy, đúng không? Như vậy thì mình sẽ có do up yourself. Nhưng mà thông thường á, là để mà dùng cái từ này thì khá là khó, thành ra là người ta sẽ chuyển hóa nó thành là một cái tính từ để mà chỉ về mỗi trạng thái, là trạng thái ăn mặc chỉnh tề. Thì chúng ta sẽ có get done up hoặc là dress smartly. Và các bạn để ý giùm cho anh á, là ở phía bên tay trái á, những cái cụm từ mà in đậm á, thì sẽ là những cái cụm từ hay và được cái nó gọi là cao cấp. Còn nếu như mà bạn nào mà cảm thấy là những cái từ này nó khó học quá, thì các bạn có thể là học theo cái cách diễn đạt ở phía bên tay phải, là cái cách giải nghĩa của nó, thì cũng không sao hết ha. Cả hai cái cách này nó đều có thể là tương đương nhau. Chỉ có một cái điểm là nếu như mà trên một cái thang đo về độ hay của từ á, từ 40 đi chẳng hạn, thì cái ví dụ to dress smartly này sẽ được điểm điểm 4, điểm 5, điểm 6 gì đấy, thì cái get done up nó sẽ được điểm 7, điểm 8, điểm 9, ví dụ như vậy. Thì cái chênh lệch của nó sẽ không có quá nhiều, nó không phải là quá dở như là điểm 1, điểm 2, điểm 3, mà những cái này vốn dĩ nó đã là những cái từ là khá ổn rồi. Dress smartly nó đã rất là hay rồi, điểm 5, điểm 6 rồi. Thành ra là mọi người nếu như mà lỡ như mà không nhớ những cái từ ở bên tay trái, thì mình cứ việc nói về cái từ ở bên tay phải cũng rất là ok ha mọi người ha. Rồi, mời bạn Phương Anh đến cái cụm tiếp theo. To be getting on a bit. To be getting old. Ừ, có nghĩa là sao em ha? Đang trở nên già đi. Đang lớn tuổi, đang trở nên lớn tuổi hơn, đúng không ạ? Đang trưởng thành hơn, đang lớn tuổi hơn, ví dụ như vậy. Như vậy thì mình sẽ có là bình thường mình có một cái mối quan hệ thì mình có thể get on with someone hoặc là get along with someone. Thì ở trong đó mình cũng có get on, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây đối với cái get on thì nó lại khác nữa. Get on này là đi lên, đúng không ạ? Get on, đi lên, lên gì? Lên một cái độ thang đo tuổi tác của mình, tức nghĩa là mình grow old, mình trở nên là lớn tuổi hơn. Thì đối với cái chữ là get on a bit này á, thì nó chúng ta chỉ cần nói một cái cụm thôi là to be getting on là đã ok rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mình sợ là giống như là mình chê người ta nhiều quá, mình xúc phạm người ta nhiều quá, cái mình nói là hơi hơi lớn tuổi rồi, thì chúng ta sẽ nói là thêm một cái a bit vào trong đó để cho mình nó polite hơn một tí xíu, được không ạ? Còn không thì chúng ta cứ việc xài những cái từ thông thường thôi, ví dụ getting old cũng được. Rồi bây giờ nhân dịp đến với cái từ này thì anh sẽ chỉ thêm cho mọi người một cái cụm từ để mà chúng ta nói cái điều đó mà nó hay hơn một tí xíu. Bây giờ mọi người mời bạn Phương Anh á coi dùm cho anh một cái câu trả lời như sau ha. Anh sẽ đọc câu hỏi và em đọc câu trả lời giùm anh. Câu hỏi là, tell me about your family. My father's getting on a bit. He's 60s, but he looks very young for his age. He still does lots of exercise and is quite well built. Right. Thì ở đây cái câu trả lời nó gồm có những cái ý gì, em có thể tóm tắt cho cả lớp được không em? Cái ý thứ nhất là nói là bố của tôi thì đang dần trở lên nên lớn tuổi và ông ấy thì ở trong độ tuổi 60 nhưng trông rất là trẻ trong cái độ tuổi đó. Và ông thì tập nhiều bài tập thể dục và đang build một cái cơ body cách tốt. Ừ đúng rồi, có cái body rất là tốt, hay còn gọi là có cơ thể trông rất là khỏe mạnh, đúng không? Well built. Chúng ta hay nói là body building đó mọi người, tức nghĩa là gì ạ? Là tập thể hình, đúng không ạ? Chúng ta build a body. Thì bây giờ build một cách tốt rồi đó, thì chúng ta sẽ build well, đúng không? Và sẽ dẫn đến cái tình trạng, cái tính chất ở trong đó là well built, là
đã được xây dựng cái thể chất của mình rất là rắn chắc rồi, ví dụ như vậy, đúng không? Thì nói là ba tôi thì đang đang hơi lớn tuổi rồi, đang già đi rồi, và ổng đã 60 mấy tuổi rồi, in his 60s, đúng không ạ? Rồi thì đó là một cái cách để chúng ta nói. Ngoài ra thì chúng ta có thể nói cái gì ạ? Chúng ta có thể nói là thay vì nói là hai cái ý này là getting older, getting on a bit, và sau đó là in his 60, thì mình có thể ghép lại luôn là một cái cách là ba tôi thì đang chuyển dần sang độ tuổi 60, ví dụ như vậy. Thì em có thể đọc giùm anh cái cụm màu vàng ở phía dưới này không ạ? Falling into his 50s. Ừ, 60 ha, anh sẽ đổi. 60. Ừ, anh đổi lại xíu. Thì ở đây á, falling into his 60, thì tức nghĩa là sao ạ? Ba tôi đang dần chuyển sang độ tuổi 60 mấy, đúng không ạ? Ổng đang 50 mấy, 58, 59 rồi, năm nay sẽ chuyển sang độ tuổi 60, falling into his 60. Rồi, bây giờ đối với cái 60 á, mình sẽ có những cái độ tuổi, ví dụ young age á, thì mình sẽ là teenager, là cái độ tuổi teen mười mấy, đúng không ạ? Rồi young age hoặc là young adult thì từ 0 tuổi đến từ bé cho đến là 30 tuổi thì chúng ta gọi là young, đúng không ạ? Và những người nào mà đã ra trường rồi thì chúng ta gọi là young adult, những người thanh niên còn trẻ, đúng không? Rồi đến cái độ tuổi trung niên thì chúng ta có gọi cái nhóm tuổi đó gọi là gì? 30, 40, 50 thì gọi là gì em? Trung niên. Trung niên thì chúng ta gọi là middle age, đúng không? Middle age, được không? Đó là độ tuổi trung niên. Rồi bây giờ cái độ tuổi mà cao hơn nữa thì chúng ta có thể nói là senior age. Hoặc là chúng ta có thể nói là cái độ tuổi mà 60 trở lên rồi thì người ta có còn đi làm nữa không? Thông thường. Retire. Thành ra là chúng ta sẽ nói là retirement age, được không ạ? Retirement age. Và nhờ vậy chúng ta sẽ có một cách diễn đạt nữa là chúng ta có thể nói là he is shifting into retirement age. Retirement age là ba tôi đang dần dịch chuyển sang độ tuổi nghỉ hưu. Đó, thế là một cái cách mà mình không cần phải nói trực diện trực tiếp là cái độ tuổi là bao nhiêu cả, mà người ta sẽ tự động hiểu là cả từ 60 tuổi trở đi là bắt đầu nghỉ hưu rồi, thì he is shifting to retirement age, được không ạ? Là cái dần dịch chuyển sang. Cái chữ shift này các bạn sẽ thấy là giống như là dịch chuyển, di chuyển dần sang đến độ tuổi từ trung niên sang retirement age, ví dụ như thế, được không ạ? Đó là mình sẽ có nhiều cái cách để mình nói về cái độ tuổi nhiều hơn. Rồi bây giờ tiếp tục là cảm ơn bạn Phương Anh. Bây giờ cho anh hỏi là có bạn nào bạn muốn xung phong không ạ? Chắc là anh sẽ mời Đại ha, một gương mặt mới đi, mời bạn Như Mỹ. Bạn Mỹ ơi, alo. Dạ, em đang nghe. Rồi, em có thể đọc giùm anh cái cụm tiếp theo không? To go gray, em đọc giùm anh với. To go gray. Và em đọc luôn cái phần ở phía bên sàn sau. To have hair that is turning gray. Ừ, cái này nó có thể có nghĩa là gì? Em có thể đoán được không ạ? To have hair that turning gray, tức nghĩa là cái tóc đó, cái bộ mái tóc đó đang dần chuyển sang màu xám. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là độ tuổi cũng đang hơi bắt đầu già, bắt đầu có tóc bạc đi rồi, đúng không ạ? Thì thay vì mình nói là his hair is turning gray, thì mình có thể nói là he's going gray, tức nghĩa là ba tôi đang bắt đầu có tóc bạc rồi, đúng không ạ? Đó, to go gray. Rồi tiếp tục đến dòng tiếp theo. To be good looking. Ừ, có nghĩa là gì em? Cái này á, nếu mà ở phía bên trái mà khó quá thì chúng ta sẽ nhìn đến cái cụm từ phía bên phải, tức nghĩa là to be attractive, đúng không ạ? Tức nghĩa là có một cái ngoại hình rất là đẹp, good looking, trông rất là đẹp, trông rất là cuốn hút. Như vậy chúng ta cũng tương đương với lại to be attractive, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nói là to be good looking cũng được nè, hoặc là chúng ta có thể nói là to be smart looking, ok? Rất là tốt, đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có thể nói là to look smart, ok? Rồi, cảm ơn bạn Như Mỹ. Bây giờ cho anh nhờ bạn Huệ Chi được không ạ? Bạn Chi ơi.
Sorry, chắc là micro của bạn chị có vấn đề xíu. Mời bạn Huỳnh, Huỳnh ơi, em có thể nói lớn lên giùm anh được không ạ? Dạ, em nghe ạ. Hơi nhỏ nha em có thể. Ủa, em đang xài laptop hay là smartphone vậy em? Dạ, em xài laptop ạ. Mai mốt đó em coi, trước giờ học em coi giùm anh cái là cái micro của cái laptop ở đâu á. Thông thường thì anh sẽ search ở trên Google là the location of the microphone of my laptop, và em sẽ điền vào cái hiệu của cái laptop của em á, thì em sẽ nhìn được cái vị trí là cái microphone ở đâu, thì mai mốt em sẽ ghé miệng vào ở gần đó để mình nói cho nó lớn hơn xíu ha. Còn không thì mai mốt thì mình có thể là gắn một cái micro và một cái headphone vào trong đó để mình nói nó lớn hơn. Rồi bây giờ mình nói cho anh cái cụm tiếp theo nha, cái cụm mà anh đang đánh dấu màu xám nè. Yeah. To roll our rice smoothly, to act our wife that embrace the fact you are getting older. Rồi, cái cụm ở bên trái nó, cụm ở bên phải nó rất là dài ha. Thì mình không cần phải nói rất là dài dòng như vậy, khó học bài. Mình chỉ cần học dùm anh một cái cụm thôi là to grow old gracefully. Và cái ngôi sao của cái cụm này đó chính là gracefully. Chứ còn cái grow old mình biết rồi đúng không ạ? Tức nghĩa là chúng ta đang lớn tuổi hơn. Nhưng mà thông thường mọi người hay gắn ghép với những cái từ lão hóa hay là lớn tuổi nghe nó ghê quá đúng không ạ? Rồi bây giờ có thể nói gì ạ? Ví dụ như là ở những cái diễn viên Hàn Quốc như là anh không rõ lắm, Song Hye Kyo đi chẳng hạn ha, lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn rất là đẹp và duyên dáng, thì mình có thể nói là she grows old gracefully, đúng không ạ? Graceful tức nghĩa là duyên dáng, là đẹp. Thì thông thường cái này á sẽ dùng cái chữ graceful này dùng cho phụ nữ nhiều hơn, được không ạ? Vậy thì chúng ta có thể nói là she is growing old gracefully. Thì cái việc mà chúng ta grow old là cái chuyện rất là bình thường rồi, nhưng mà chúng ta có thể đặt, chúng ta có thể mô tả thêm cái tính chất vào trong đó là gracefully. Ok, rồi chúng ta đọc tiếp đến cái cụm tiếp theo dùm cho anh. Yeah, to be hard of hearing, to find it difficult to hear. To hear nha, to hear, chúng ta to hear. Rồi, vậy thì to be hard of hearing có nghĩa là gì hả em ha? Dạ là khó để nghe. Ừ, khó để nghe. Những người nào mà lớn tuổi rồi bắt đầu thính giác hơi bị kém rồi đó, vậy thì có thể là she finds it difficult to hear when she's turning old, hoặc là when she's turning gray. Ví dụ như vậy đúng không? Bà tôi thì đã bị dần bị kém về thính giác khi mà bà tôi bắt đầu có tóc bạc, when she's turning gray. Rồi, có thể nói là she is hard of hearing. Ok, đó là nghe rất là khó, khó để nghe. Đó, mình không có nói là she is hard to hear nha. Bởi vì sao ạ? Khi mà nói là she is hard to hear như vậy á, tức nghĩa là bà tôi nói nhỏ quá, nói lý nhí quá, tôi không có nghe được gì cả, tôi rất là khó nghe cái tiếng của bà tôi, thì mới nói là she is hard to hear. Còn đây là she is hard of hearing, tức nghĩa là cổ gặp bà tôi gặp khó khăn trong việc nghe, được không ạ? Trong việc nghe, hai cái chuyện nó khác nhau ha, to hear và of hearing khác nhau. Rồi tiếp tục em đọc giùm anh cái cụm tiếp theo. Yeah, in his her 30s or 40s, to be 20 30s something. Rồi ok, mọi người nhớ để ý giùm cho anh á, là ở đây là 30 và có s ở phía sau, tức nghĩa là cái độ tuổi 30, và 40 cũng có s luôn nha, 40s thì đó là độ tuổi 40. Thì chúng ta sẽ có cộng như ví dụ là in his 30s đúng không ạ? Thì nó sẽ là anh ấy khoảng độ tuổi là 20 something, ví dụ như là 27, 28, 29 hoặc là 30, đó là cái độ tuổi mà gần băm rồi đúng không ạ? Rồi hoặc là độ tuổi 40 á, thì chúng ta có thể nói gì ạ? U40 đúng không? Thì chúng ta có U40 tức nghĩa là dưới 40, thì thông thường nó sẽ là cái độ tuổi mà 30 something, ví dụ là 37, 38, 39 hoặc là 40 đúng không? Thì đó là 40s. Rồi, tiếp tục đọc giùm anh cái cụm tiếp theo. Dạ, là scruffy. Oh no, scruffy, scruffy. Scruffy, dressed untidily. Dressed untidily. Em có thể đoán giùm cho anh cái nghĩa của cái này là gì không? Scruffy. Dạ, anh, em nghĩ là
ăn mặc không có được gọn gàng. Ừ, ăn mặc bê bối ha. Mình có là tidy là gọn gàng. Vậy thì untidy sẽ là bê bối, nghĩa là không có ngăn nắp gì cả. Và mình thêm cái chữ ly vào trong đó để trở thành một cái adverb thì mình có là dressed untidily. Thì đây là một cái tính từ ha. Mình sẽ có là to be scruffy hoặc là to look scruffy. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Thì ở đây nghĩa là be dressed untidily. À, được chưa? Đó là cái tính từ của chúng ta. Cảm ơn bạn Huỳnh. Cho anh nhờ bạn Mai Nhung. Dạ, alo ạ. Ừ, em đọc giùm anh cái cụm tiếp theo nha. Dạ. To look young for your age. Có nghĩa là to look younger than you are. Nghĩa là? Dạ, trẻ hơn cái độ tuổi của bạn. Ừ, trông trẻ hơn độ tuổi đúng không? Ví dụ Sun Hikyo cũng đã 30 mấy tuổi rồi nhưng mà trông rất là trẻ, như là 20 mấy, ví dụ như vậy đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái câu ở phía dưới tiếp nè. Yeah, to lose one's figure. Yeah, có nghĩa là to have a figure that has lost its tone shape. Rồi, ở đây mình có cái cụm là to lose one's figures. Ví dụ như anh lấy ví dụ là I have lost my figure ha. Thì cái figure này là cái dáng người của mình, ok? Rồi, mà lose cái dáng của tôi tức nghĩa là sao? Tôi mất form, tôi mất dáng, mất tiêu rồi. Công trình bao nhiêu năm tôi tập thể dục, tôi tập này nọ để mà có cái cơ thể đẹp, cái xong một ngày kia tôi chỉ tình cờ uống một ly trà sữa thôi, cái xong I have lost my figures, được không ạ? Tức là tôi mất đi cái dáng chuẩn của mình rồi. Đó, thì chúng ta cũng có một cái cụm từ tiếp theo là chúng ta có một cái tone shape, tức nghĩa là một cái dáng nó rất là chuẩn, nó rất là gọi là fit, được không ạ? Chúng ta có thể gọi là fit shape hoặc là tone shape cũng được. Rồi cái chữ once ở đây á, tức nghĩa là someone, thì mình chỉ cần việc là mình điền một ai đó vào thôi. Ví dụ như mình nói về ba tôi lớn lên, ba tôi không còn trông là như xưa nữa, thì có thể là he lost his figures, đúng không ạ? Rồi còn đối với bản thân tôi sẽ nói là I have lost my figure. Mình cứ thay thế cái người, cái nhân vật vào trong đó là được rồi ha. Rồi đọc giùm anh cái dòng tiếp theo. Yeah, complexion, natural skin color and texture. Ừ, cái complexion này á, mình hay được hiểu gọi là cái sắc tố da ha mọi người ha. Thì thay vì ở trên á, mình có một cái mình gọi là to be fair skin, đúng không ạ? Hoặc là my skin is light, my skin is dark, my skin is tan, ví dụ như vậy. Thì đó là mình có thể nói về cái da của tôi là sáng màu, tối màu hay là như thế nào đấy. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nói là cái sắc tố da của tôi ấy, thì tối màu. Ví dụ như là my skin complexion is dark, được không ạ? Đó là cái màu da cơ bản của tôi, natural skin color and texture. Nhưng mà thông thường á, chúng ta không có nói theo cái kiểu là my complexion is dark như vậy, mà mình có thể nói là I have dark skin complexion, được không ạ? Đó, thì là cái cách mà nó tự nhiên nhất để mà nói về cái màu da tối. I have hoặc là I possess, tức nghĩa là sở hữu một cái gì đó. Và cái skin này á, thì mình đã có complexion rồi, thì người ta sẽ tự hiểu đây là màu da. Chứ không cần phải nói rõ thêm, thì mình có thể nói là I have dark complexion là đã ok rồi ha. Rồi hoặc là mình cái complexion này cũng là cái sắc tố, thành ra là ngoài cái chỉ về màu da ra, người ta cũng có nói về cái màu tóc, thì mình có thể nói là dark hair complexion, được không ạ? Nhưng mà lúc này á, bởi vì thông thường người ta hay nghĩ đến cái gì ạ? Để nghĩ đối với nói đến cái complexion là người ta nghĩ đến da đầu tiên. Thành ra là để mà các bạn muốn nói về cái hair thì các bạn nhất thiết các bạn phải nói rõ ra là hair complexion. Chứ còn nếu mà các bạn chỉ nói là dark complexion thôi á, người ta sẽ lại hiểu là cái màu da, được không ạ? Rồi, vậy thì nhớ là đối với hair thì mình phải nói rõ ra, còn không á, người ta sẽ tự hiểu là như vậy. Rồi, em đọc tiếp giùm cho anh cái cụm tiếp theo nha. Yeah, makeup. Makeup là cosmetics.
cosmetics ha. Cái này á, chú ý cái lỗi chính tả dùm cho anh tí xíu, bởi vì á, các bạn sẽ cần phải ghi nhớ cái này để tránh hạn chế đánh vần sai. Bạn nào mà thấy cái này nó hơi khó thì các bạn về tập chép khoảng 20 lần để các bạn nhớ. Vì á, cái này á, thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái phát âm của các bạn, và thứ hai nữa là lỡ trong cái bài listening á, hoàn toàn có khả năng người ta kêu bạn điền một cái từ, nghe và điền cái từ là cosmetic. Các bạn nghe rõ ràng là cái cosmetic rồi, và lúc nào chúng ta đi trên đường, đi học, đi làm, đi chơi gì đó, cũng đi ngang qua những cái shop mà bán mỹ phẩm, người ta ghi cosmetics, đúng không ạ? Rồi xong, đã đời rồi, đến lúc mà các bạn ghi vào trong cái bài của bạn, các bạn ghi như thế này. Rồi, cosmetic là coi như là các bạn sẽ không có điểm cho cái câu listening đó, được không ạ? Cái lỗi này á, anh biết chắc là sẽ rất là dễ sai, thành là các bạn nhớ chú ý giùm anh. Và cái này mình sẽ đọc là cosmetics, cosmetics, được không ạ? Và có S ở phía sau luôn nha, cosmetics. Bạn nào mà thấy nó khó khăn quá thì về nhà tập đọc cái này 20 lần, tập chép 20 lần luôn. Là cosmetics là gì ạ? Dạ, làm đẹp. Ồ, cái makeup này nó sẽ là trang điểm ha. Còn đối với cosmetics này á, nó sẽ là cái mỹ phẩm. Ok. Đối với, nếu mà gọi cái này là một cái danh từ á, thì cái cosmetics này sẽ là mỹ phẩm. Rồi, đối với cái makeup này á, thì chúng ta có hai thứ mà chúng ta có thể nói. Thứ nhất á, nó là cái những cái gì mà nó gọi là trang điểm ha. Trang điểm. Thì mình sẽ sử dụng nó như thế nào? Ví dụ như chúng ta hay nói là chúng ta I wear makeup. Ví dụ như vậy. Tức nghĩa là ví dụ như là she nha, mình đổi she's wearing makeup, chứ mình không có nói là she's making up. Vì sao ạ? Thường á, cái makeup này thường hay được sử dụng như là một cái danh từ vậy đó. Thành ra là mình sẽ cần có một cái động từ đi kèm theo, mà động từ thông thường nhất là chữ wear, wear a makeup, hoặc là wear makeup là xong rồi, đúng không ạ? Và đây á, sẽ là nó có cái dấu gặp ở phía, nó nối lại để trở thành một cái danh từ cho chúng ta. Rồi, cảm ơn bạn Mai Nhung. Cho anh nhờ bạn Nhật Phương được không ạ? Oh sorry, chắc là bạn Nhật Phương ơi, alo. Alo. Ừ, em nói lớn lên giùm anh xíu ha. Em đọc giùm anh cái cụm tiếp theo nha em. Dạ là medium height. Medium height. Medium height hay còn gọi là average height. Thì em có thể đoán được cho anh cái này có nghĩa là gì không em? Dạ là cái độ cao trung bình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có height. Height này là cái danh từ đi từ cái chữ high, là tính từ, là cao, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có height, sẽ là cái độ cao, chiều cao, đúng không ạ? Mà chiều cao như thế nào? Chiều cao trung bình, medium, hoặc là average. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái độ cao vừa phải, chúng ta có moderate height, được không ạ? Moderate height. Và bây giờ mình sẽ sử dụng nó như thế nào ha? Mình sẽ nói, mình có nhiều các cách nói, ví dụ như là cô ấy cao vừa phải, đúng không ạ? Thông thường chúng ta hay có những cái nói, cách nói là cô ấy cao hoặc cô ấy thấp. Thì cái đó là ở lớp 6 mình đã học rồi, đúng không ạ? She is tall, she is short. Bây giờ mình nói cô ấy cao trung bình, nói làm sao ạ? Mình sẽ nói là she is of medium height, được không ạ? Medium height. Cái này đọc là height, không có đọc là height nha mọi người ha. Cái này đọc là height. Rồi, một cách she is of medium height là cô ấy có cái chiều cao vừa phải. Còn một cách khác nữa nói gọn hơn á, chúng ta có thể chọn là cách nói là she is medium height cũng được luôn. Mình bỏ bớt cái chữ of cũng ok luôn ha. Mình sẽ có cái cụm từ này. Rồi, anh sẽ tô màu nó lên cho nó đẹp một tí cho mọi người dễ thấy ha. She is medium height hoặc là she is of medium height. Thay cho một cách đơn giản nhất chúng ta nói là she has a medium height. Thì cái cách ở cái chỗ số 3 là nó đơn giản nhất, nhưng mà thực tế là không có ai nói theo cái kiểu là she has a medium height hết, mà người ta chỉ sử dụng hai cái cách tự nhiên nhất mà theo người bản xứ họ hay nói là she is of medium height hoặc là she is medium height thôi. Rồi, em đọc giùm anh cái cụm từ tiếp theo được không em?
Middle age. Oh, middle age. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có cái sự nối âm giữa hai cái từ của chúng ta, đúng không? Middle, à, và cái âm kết thúc của nó là âm L, đúng không ạ? Middle, middle. Và cái âm bắt đầu của cái chữ thứ hai là age, age. Thành ra là mình có thể là, một mặt mình có thể đọc là middle age cũng được, đúng không? Một mặt khác mình có thể nối âm lại nghe cho nó hay hơn, mình gọi là middle age, middle age, middle age. Các bạn để ý cái phần nối âm này á, vì ở trong listening á, các bạn sẽ gặp rất là nhiều cái quả mà nối âm. Và lần trước có bạn than với anh là vì nối âm nhiều quá bạn nghe không có ra. Đó là do chúng ta chưa có để ý quá nhiều về những cái phần nối âm ha. Thì chúng ta sẽ có ở đây là middle age. Thì bình thường mình đọc là middle age cũng được, không có sao hết. Nhưng mà một cái người nào mà người bản xứ người ta nói một cách tự nhiên, người ta sẽ thường người ta nói lướt một cái, người ta gọi là middle age, middle age. Và như vậy sẽ khiến cho các bạn khó nghe ra, như vậy thôi. Rồi middle age này á, sẽ là một cái độ tuổi trung niên, giống như anh nói đúng không ạ? Độ tuổi trung niên trước khi mà mình bước vào cái senior age đó. Thì ở đây á, cái middle age này được như là một cái tính từ ghép vậy đó. Thành ra là mình sẽ có kết hợp với động từ to be. Chúng ta sẽ thử đặt câu với nó ha. Ví dụ là she, my, hoặc là my mother is middle age. Xin lỗi. Age. Right, my mother is middle age. Bây giờ cảm ơn bạn hồi nãy, sorry bạn Nhật Phương. Rồi bây giờ cho anh nhờ bạn Phương Anh Nguyễn. Hello. Ồ em ơi, đối với cái độ tuổi trung niên như thế này mình có một cái cách đầu tiên để mình diễn tả rồi đó, là my mother is middle age, là mình coi như nó một cái tính từ. Bây giờ mình có cách nào để nói là mẹ tôi đang tuổi trung niên không em? Những cách khác không? Bạn Thu Hường có thể giúp được anh được không ạ? Nếu như bạn mà anh sử dụng cái middle age này như là một cái danh từ thì sao em? Middle age. Khó quá anh. Khó quá hả? My mother is in her year. Được không em? My mother is in her middle age. Được không ạ? Hoặc là như thế nào ạ? My mother is of middle age. Đó, mình có 3 cách để mình có thể diễn đạt cái điều này. Chúng ta có thể sử dụng cái middle age có ed ở phía sau như là một cái tính từ. My mother is middle aged. Được không ạ? Là một cái tính từ, các bạn lưu ý ở đây là tính từ ha. Ngoài ra mình có thể nói là ở đây middle age không có ed ở phía sau và cũng không có gạch nối gì cả, thì ở đây là một cái cụm danh từ là middle age, độ tuổi trung niên mà thôi. Thì mình đã có cái độ tuổi như vậy rồi thì my mother is đang trong độ tuổi trung niên, được không ạ? Vậy thì mình sẽ là my mother is in her middle age, được chưa? Ở đây là danh từ, cụm danh từ. Tiếp tục á, là mẹ tôi đang thuộc về cái độ tuổi của mẹ tôi, đang thuộc về cái độ tuổi trung niên. Mẹ tôi thuộc về, đúng không ạ? Thuộc về là gì? Is of middle age. My mother is of middle age. Thì các bạn cũng thấy là nó giống như cái cụm gì ở phía trên à. Cũng là she is of medium height. Được không ạ? She is of medium height. Là cô ấy thuộc về cái độ cao trung bình, tầm tầm, medium height. Đó. Rồi như vậy thì mỗi lần đó mà mình không có cái tính từ, mà mình chỉ có cái danh từ thôi, mà mình muốn nói là có cái tính chất gì đó, thì mình sẽ nhớ giùm anh cái cụm từ là is of nha mọi người nha. Is of và cộng với cái tính chất ở phía sau. Ví dụ như là cô ấy đẹp rạng ngời, đẹp tuyệt vời, sức hút lôi cuốn khó cưỡng. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Thì mình hay nói là she is very beautiful. Đó là cái cách thông thường nhất, đúng không? Rồi bây giờ mình có thể nói là she is stunningly beautiful, được chưa? Stunningly. Bây giờ anh sẽ nói như thế này: she is stunningly beautiful. Rồi giả như bây giờ anh thích là hôm bữa anh có dạy về cái bài mà sentence transformation, đúng không? Biến đổi câu cho nó hay hơn, nó mượt mà nó hoa mỹ hơn đó. Thì thông thường chúng ta sẽ biến đổi những cái động từ và những cái tính từ thành một cái danh từ, đúng không ạ? Và ở đây anh sẽ có là beautiful sẽ là một cái tính từ. Bây giờ
anh sẽ biến đổi cái beautiful đó trở thành một cái danh từ, đó chính là beauty. Beauty. Được chưa? Beauty. Và cái stunningly của chúng ta sẽ biến thành một cái tính từ là stunning beauty. Đúng không ạ? Rồi bây giờ muốn sử dụng cái cụm danh từ ở đây thì phải làm như thế nào? Cô ấy thuộc về cái vẻ đẹp, cô ấy có được cái vẻ đẹp, cô ấy có cái tính chất của một cái vẻ đẹp lôi cuốn. Vậy thì anh sẽ nói là she is of stunning beauty. Được chưa ạ? Đó, thì mỗi lần mà có cái is of này á, tức nghĩa là có cái tính chất của một cái gì đấy, có cái tính chất của một cái vẻ đẹp lôi cuốn, stunning beauty. Ví dụ như vậy, đó. Thì mình sẽ có thể có nhiều cái cách biến đổi linh hoạt vào cái đó. Rồi, sẵn tiện mời bạn Thu Hương đọc giùm anh cái cụm tiếp theo được không em? To never have a hair of out of place. Out of place. Có nghĩa perfect side hair. Cái phong cách tóc và cái kiểu tóc rất là tuyệt vời. Cái này thật ra cái perfectly styled hair là một cái cách nói nó tóm gọn lại cái ý của mình thôi. Cái này gọi là đầu tóc chải chuốt. Ví dụ bình thường thấy chúng ta, nếu mà chúng ta không có chăm sóc tóc kỹ là nó sẽ mọc lên tóc con, đúng không? Cái nó chĩa ra nhỏ xíu, mình thấy nó hơi bực mình, đúng không? Sau đó cái mình mới đi ra tiệm mình duỗi tóc cho nó thẳng tưng. Hoặc là các bạn nam sẽ dùng gel hoặc là wax để các bạn ép cái tóc các bạn xuống theo cái máy mà các bạn chải, đúng không ạ? Như vậy thì sẽ không có một cái tóc con nào nó chĩa ra khỏi cái nếp của các bạn nữa. Thì mình sẽ nói sẽ không có cái cọng tóc nào nó out of place, không có cái cọng tóc nào nó lạc đường, lạc lối cả, đúng không ạ? Như vậy thì có thể nói là never have a hair out of place, tức nghĩa là cái mái tóc chải chuốt, mái tóc rất là gọi là được chăm sóc kỹ, được chải kỹ. Rồi, tiếp tục với mình có là gì ạ? To be overweight. Cái này dễ không? Dễ đúng không? Nghĩa là gì ạ? Thừa cân. Hả? Gì? Thừa cân đúng không? Hay còn gọi là béo phì hoặc là thừa cân, dư cân dư ký, gọi là to be overweight. Thì cái chữ này rất vốn dĩ là dễ rồi, thành ra mình không cần phải đọc đến cái đoạn phía sau ha. Rồi tiếp tục đến cái tiếp theo giùm cho anh. A pointed face, the opposite of a round face. Rồi, một cái xu hướng ngày nay là các bạn rất thích là cầm V-line, đúng không ạ? Thì cái V-line đó, cái cầm của mình nó sẽ nhọn một tí xíu, đúng không ạ? Và cái đó gọi là pointed face hoặc là pointed chin là cái má. Sorry, pointed face thôi là được rồi. Và chúng ta sẽ có là pointed face là cái mặt V-line, đúng không? Mặt nhọn, mặt tam giác. Còn nếu mà ngược lại thì chúng ta sẽ có round face, nghĩa là cái mặt hình tròn, đúng không ạ? Mặt tròn. Rồi nếu như mà mặt chữ điền, mặt vuông thì chúng ta gọi là square face, đúng không ạ? Rồi một cái mặt mà hình tam giác thì chúng ta sẽ nói là triangular face. Thì cứ tương tự như vậy, cái mặt nào chúng ta chọn những cách dễ nhất mà thôi. Các bạn đừng có đi học về những cái kiểu mặt nào nó quá khó cho bản thân, đừng có tự làm khó cho mình. Mình chỉ trang bị cho bản thân một số cái từ vựng cơ bản để mô tả về appearance mà thôi, được chưa? Và lỡ có quên một cái điều gì đó thì mình hãy chọn cái từ mà nó dễ nhất cho mình. Lỡ quên pointed face, các bạn chỉ cần nói square face hoặc là round face hoặc là oval face là được rồi, không cần phải nhớ quá nhiều. Ok, rồi tiếp tục bạn Hường đọc giùm anh cái cụm tiếp theo được không anh? The shoulder length hair. Rồi có cái sao? Come down to the shoulder and no further. Cái này á nghĩa là sao em ha? Đoán thử coi. Tóc ngang vai á. Tóc xõa ngang vai, tóc ngắn đến ngang vai. Shoulder length hair. Thì ở đây tiếp tục lại là một cái từ ghép, một cái tính từ ghép, ghép giữa hai cái danh từ và có một cái dấu nối ở giữa để tạo thành một cái tính từ ghép, được chưa? Shoulder length hair là tóc ngang vai. Rồi tiếp tục đến hai cái cụm tiếp theo đọc một lúc luôn giùm anh. Slender figure, a figure that is tall and slim. Slim figure, attractively thin. Cả hai cái đều là có dáng người thanh mảnh. Dáng người gầy hoặc là thanh mảnh, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong đó cao và thanh mảnh. Thông thường mà bạn nào có dáng gầy thường sẽ mặc cái quần jeans mà slim fit rất là đẹp, đúng không? Thì chúng ta gọi những cái đó slim là
như là ốm là gầy hoặc là slender cũng được. Nhưng mà ở trong hai cái chữ này á, thì chữ slender figure thì nó sẽ mang lại cái dáng người mà nó gầy đơn giản cơ bản mà thôi. Còn hễ mà mẫu dáng người mà vừa gầy mà còn rất là hấp dẫn, rất là đẹp nữa thì chúng ta sẽ nói là slim figure, được không ạ? Nhưng mà xét thấy giữa hai cái chữ này, các bạn đi thi các bạn thích xài cái chữ nào hơn? Các bạn sẽ thích xài cái chữ slender nhiều hơn. Vì sao ạ? Vì chữ slim á, hàng ngàn người đã xài rồi. Do đó là mình nên xài những cái gì mà nó uncommon word, những cái từ nó ít phổ biến hơn, thì đó chính là slender figure. Rồi ngoài ra, nếu mà anh không có xài cái chữ figure luôn á, thì chúng ta có thể xài slender như là một cái tính từ cũng được. Rồi bây giờ mời bạn Hường có thể đặt câu dùm cho anh với một cái kiểu giống như là Jack thì rất là gầy, được không ạ? Hai kiểu, một kiểu là xài slender như là một cái tính từ, và một kiểu là xài slender figure như một cái cụm danh từ. Jack thì khá là gầy, thì mình chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Jack has a slender figures. Hay là em có thể dùng Jack is a of slender figure. Được. Rất là tốt ha. Jack is of slender figure. Được không? Jack có cái tính chất của một cái dáng người thanh mảnh. Tức nghĩa là Jack rất là gầy, rất là thanh mảnh. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? Rồi ngoài ra chúng ta có cái cách đơn giản nhất là Jack has a slender figure. Rồi tiếp tục đó, chúng ta cũng có thể nói là Jack's figure is slender. Cái dáng người của Jack thì là thanh mảnh. Còn không, cái cách cơ bản nhất là Jack is slender, hoặc là Jack looks slender. Ok. Rồi tiếp tục á, thì mình sẽ có cái động cái tiếp tục giùm anh cái thick hair. Thick hair, a lot of hair. Rồi bây giờ cái này rất là dễ rồi ha, tóc rất là dày, rất là bồng rồi. Bây giờ em có thể cho anh thêm một số những cái từ vựng á để mà mô tả cái mái tóc được không ạ? Để giúp cho các bạn trong lớp có thêm nhiều từ vựng về tóc được không? Thick hair, short hair. Rồi gì nữa? Long hair. Cũng có thể dùng shoulder length hair. Đúng rồi, shoulder length hair có ở phía trên rồi, chúng ta không ghi nữa ha. Rồi còn gì nữa không em? Tóc thẳng, tóc quăng, rồi straight hair. Rồi tóc xoăn thì như thế nào? Curly hair ha, là tóc xoăn ha mọi người ha. Rồi chúng ta sẽ có tóc mà kiểu của các bạn ở châu Phi á, thường hay có một cái dạng tóc là tóc mà biếm lại thành từng lọn á, thì mình gọi là frizzy hair, được không ạ? Là tóc xoắn lại, xoắn tí xíu à, thì chúng ta gọi là frizzy hair. Đó, thì một số cái từ vựng cơ bản để chúng ta có thể là chúng ta mô tả về tóc để cho nó thấy hơn. Thì ngược với thick hair là mái tóc dày, tóc bồng, thì chúng ta có mái tóc thưa, thì chúng ta có thin hair cũng được ha. Thin hair. Rồi, em đọc tiếp giùm anh cái cụm tiếp theo ạ. To wear glasses. Cái này có cần phải trải nghĩa gì nữa không? Hỏi ha, cái này là chúng ta là những người mà đeo kính, wear glasses. Rồi tiếp tục đến cái tiếp theo. To be well built, to be muscular. Là cái người mà gọi là đô con hoặc là có cơ bắp, đúng không? Muscular. Thì chúng ta sẽ có là well built hoặc là muscular. Rồi, muscular chúng ta sẽ dẫn đến cái cơ bắp của mình thì gọi là gì em? Muscle. Các bạn nhớ lưu ý giùm cho anh á, ở cái tính từ thì gọi là muscular, đúng không? Nhưng mà đối với cái danh từ mình sẽ đọc là sờ, chứ không có cờ trong đó, mình gọi là muscle, được không ạ? Muscle. Rồi, và chúng ta sẽ có thêm một số cho anh thêm một số cái từ vựng để mô tả về những cái body mà nó gọi là những người mà có tập luyện và thể thao đi, thì chúng ta sẽ có những cái từ như sau. Ví dụ như là chúng ta có a lean body, được không ạ? Là một cái cơ thể mà nó không phải là quá muscular, mà nó sẽ là nó rắn chắc mà thôi, tức là nó gọn gàng, rắn chắc, đúng không? A lean body. Hoặc chúng ta có thể nói là fit body, được không ạ? Hoặc là ở trên mình còn có cái chữ gì hồi nãy anh quên mất tiêu rồi, sorry mọi người. Thôi mình tạm ghi ở đây ha, lean body hoặc là fit body. Thì chúng ta cũng có thể là nói về cái việc là thay vì mình sử dụng cái cụm danh từ thế này, thì chúng ta cũng có thể dùng nó như một cái tính từ. Ví dụ he is lean built, đúng không ạ? Ví dụ như là lean hoặc là lean built.
Rồi, hoặc là chúng ta có thể nói là in shape, có nghĩa là sao? Nghĩa là ở trong một cái cơ thể, một dáng hình cơ thể mà tương đối là chuẩn, khá là ổn định, lý tưởng, in shape. Thì thông thường chúng ta sẽ nói là stay in shape, đúng không ạ? Hoặc là be in shape. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, vân vân và vân vân. Thì có rất là nhiều cái cách để chúng ta có thể mô tả, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ dùm cho anh là chủ đề là appearance. Chúng ta chỉ cần học lấy một số cái từ cơ bản, tự trang bị cho bản thân một số từ mình cảm thấy là nó vừa vặn, nó friendly với yourself. Friendly with yourself, tức nghĩa là nó không có quá khó để học. Chúng ta chỉ cần chọn lấy những cái từ nào mà các bạn cảm thấy là nó thoải mái để các bạn có thể là mô tả con người là được rồi. Chứ không nhất thiết là phải chọn những cái từ thật là hay, thật là khủng bố vào để mà vào phòng thi gây ấn tượng với giám khảo. Thực ra cái việc đó sẽ khiến các bạn cảm thấy căng thẳng hơn so với cái việc là các bạn lái sang cái câu chuyện khác ha. Rồi, tiếp tục đó, em đọc cho anh cái dòng áp cuối đi. To be well turned out, to look smart. Ừ, cái đó có nghĩa là gì em ha? Là trông thông minh, sáng sủa. Ừ, trông rất là gọn gàng, sáng sủa, chỉnh tề. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có là to be well turned out. Và các bạn thấy ở đây á, đối với bạn nào mà đã giỏi về reading rồi á, hoặc là đã hơi hơi khá về speaking rồi, thì các bạn có thể là học thêm những cái từ vựng cao cấp hơn để các bạn có thể là maybe các bạn đã có 7.5 speaking rồi, thì nếu như mà có những cái từ vựng này, các bạn sẽ nâng lên cái điểm speaking của các bạn lên được 8 hoặc là 8.5 sẽ tốt hơn, đúng không? Còn nếu mà bạn nào á, cái mục tiêu các bạn, chúng ta không có cần phải quá cao á, thì chúng ta có thể làm cái điều gì ạ? Chúng ta có thể là lấy những cái gì nó phù hợp với bản thân. Ví dụ look smart thì nó cũng đã khá là ổn rồi ha mọi người ha. Chứ không có gì phải quá lo lắng. Đừng có nghĩ là mấy cái từ ở phía bên tay phải là nó không có hay. Rồi, cuối cùng á, một cái từ nữa là youthful appearance. Tức nghĩa là có cái ngoại hình trẻ trung, đúng không ạ? Have hoặc là possess những cái youthful appearance. Được không? Là có cái ngoại hình trẻ trung hoặc là to look young. Giống như hồi nãy là look young for his age, ví dụ như vậy, đúng không? Còn không thì mình có thể xài lại cái cụm từ là is of, đúng không ạ? Ví dụ như là my friend Jane is of youthful appearance. Đó, một cái cách nữa để mình nói là có cái tính chất là ngoại hình trông rất là tươi trẻ, được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ cho mọi người khoảng 1 phút, anh sẽ kéo xuống từ từ. Để các bạn có thể ôn tập lại những cái từ vựng này trước khi mình chuyển sang một cái nội dung mới ha. Rồi, chúng ta coi dùm cho anh từ này, các bạn tự ôn tập tại chỗ. Rồi anh sẽ chuyển xuống màn hình phía dưới. Mọi người có cần anh đọc lại cho mọi người không ạ? To get done up. To be getting on a bit. To go gray. To be good looking. To grow old gracefully. To be hard of hearing. In his or her 30s. To be scruffy or to look scruffy. To dress untidily. To look young for your age, to look younger than you are, to lose my figure, complexion, I possess dark complexion. Tiếp tục xuống dưới nha. Makeup, nghĩa là trang điểm. Ví dụ, she's wearing makeup.
medium height, moderate height, average height. Lấy ví dụ, she is of medium height. She is medium height. Hoặc là she has a medium height. Be middle-aged. Nghĩa là trung niên. Chúng ta có những cái cách như là my mother is middle-aged. My mother is in her middle age. Hoặc là my mother is of middle age. She is stunningly beautiful. Hoặc là she is of stunning beauty. To never have a hair out of place. To be overweight. Pointed face. Shoulder length hair. Slender figure. Slim figure. Thick hair. To wear glasses. To be well built. To be muscular. Muscle. Lean body. Fit body. Lean built. To be in shape. To be well turned out. Have or possess youthful appearance. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ở trong cái tí nữa anh sẽ gửi lại cho mọi người cái file này ha. Thì các bạn về nhà, các bạn sẽ coi giùm cho anh những cái câu hỏi mà người ta đặt ra ở trong này. Nó sẽ có những cái chỗ nó ứng dụng những cái từ vựng mà mình mới vừa học á, nó liên quan đến chủ đề appearance. Ví dụ như là chúng ta cropped hair nè, hoặc là pointed face nè, và fair skin nè. Thì thay vì mình phải đọc một cái, mình phải học một cái danh sách từ rất là dài như vậy á, thì các bạn nhớ dùm cho anh là các bạn đọc một cái kịch bản như vậy, và sau đó các bạn ghi nhớ và các bạn tập diễn đạt lại cái kịch bản như vậy á, thì nó sẽ dễ hơn để các bạn có thể học được những cái từ vựng nó liên quan ha. Thì ở đây mình sẽ có là 3 câu hỏi liên quan đến part 1, rồi cũng là một cái câu hỏi liên quan đến part 2. Thì tí nữa anh sẽ cố gắng anh hướng dẫn cho mọi người cái chỗ này. Và tiếp tục là mình sẽ có một số cái câu hỏi liên quan đến part 3 ở đây ha. 3 câu hỏi về part 3 ở dưới này. Thì các bạn nhớ là các bạn học thêm dùm cho anh những cái chỗ này ha. Cái đó là cái phần mà chúng ta có thể là tự học ở nhà được. Bây giờ mình sẽ luyện tập cách học. Cái cách học này các bạn sẽ một mặt là để học từ vựng, và thêm vào đó nữa là các bạn biết được cái cách để các bạn có thể chủ động tự học ở nhà dùm cho anh. Bởi vì trên lớp á, thì cái thời gian nó có khá là giới hạn, do đó là anh rất là mong các bạn á, về nhà mỗi ngày các bạn mở ra một tí xíu, khoảng 15-30 phút gì đó để các bạn học. Thì hướng cái cách thì anh đã hướng dẫn rồi, thì các bạn có thể tự ứng dụng vào bất kỳ một cái bài nào đó, một cái tài liệu nào đó các bạn tìm được, hoặc là tài liệu anh cho các bạn dùng để các bạn học cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái một cái đoạn văn như sau. Thông thường để mà anh học từ vựng cho nó dễ thì anh sẽ đọc cả một cái đoạn văn và anh sẽ highlight lên những cái cụm từ nào mà anh cảm thấy là nó thú vị và nó đáng học. Thì anh sẽ highlight những cái màu xanh màu đỏ ở đây là những cái cụm từ mà anh cảm thấy là nó sẽ giúp ích cho bản thân mình. Chúng ta sẽ lần thứ nhất chúng ta sẽ nghe anh đọc qua để mọi người có thể làm quen với nó. Còn về nhà nếu như mà không có người đọc cho các bạn nghe thì các bạn có thể copy cái này, các bạn pass lên trên một cái trang gọi là naturalreaders.com ha, để mà ở trên đó có cái giọng đọc của máy. Thì nói chung là anh nghe rồi anh thấy cảm thấy là đọc khá hay á, mọi người có thể nghe theo cái đó. Và nhất là có thể hay nhất là nó thể điều chỉnh được cái tốc độ nhanh và chậm luôn. Thì nếu bạn nào mới bắt đầu chúng ta nghe chậm thôi cũng đã rất là tốt rồi ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái câu hỏi như sau: should we judge by appearances? Tất nhiên á, là đây không phải là cái câu trả lời theo một cái format của IELTS speaking, nhưng mà là một cái đoạn văn khá là ổn và tự nhiên để mình có thể học được những cái cách diễn đạt ở trong một cái đoạn hội thoại. Ví dụ như ở đây mình chuẩn bị nha, mình coi thử. I was once in a greeting card shop very close to Christmas and it was unsurprisingly very busy. The guy to my left was big and muscular. He had a shaved head, lots of tattoos on his neck and face. He was wearing lots and lots of jewelry. I made an unfair but perhaps understandable assumption.
I had my son with me, who was young enough to be in a pushchair. I started picking up some cards and glanced down at my son, who had disappeared from his pushchair. I panicked straight away and called his name very loudly. The guy to my left looked at the empty pushchair and understood right away. Instead of helping me, he ran straight to the only exit and barred it. No one is leaving till the child is found, people, and no one argued. The child was found hiding under a display, safe and sound. No one has tried to abduct him, but if that had been somebody's intent, the muscular man would have completely foiled the plan. Such a simple but genius idea. He also, of course, would have been successful at stopping my son from wandering out. What a gentleman he was. Đây có một số cái từ anh đánh dấu màu đỏ sẽ là những cái cụm từ mà có thể nói là nó nên được sử dụng ở trong cái chủ đề về appearance riêng về cái chủ đề này ha. Rồi, đối với những cái cụm từ mà màu xanh á, thì anh sẽ cảm thấy là nó sẽ giúp ích mọi người ở trong nhiều cái tình huống chung hơn, tức nghĩa là chúng ta học một những cái cụm từ màu xanh thì chúng ta có thể sử dụng ở trong những cái chủ đề khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cho anh nhờ một bạn được không ạ? Mời bạn Phước có thể đọc giùm anh mấy cái dòng ở đầu tiên được không ạ? Em đọc từng câu giùm cho anh nha. I was once in a writing workshop very close to Christmas, and it was unsurprisingly very busy. Ừ, cái này nghĩa là sao mà mọi người ha? À, nói chung là anh sẽ giải nghĩa sơ sơ cho mọi người nắm bắt được cái kịch bản. Thì tôi á, một lần, once này là một lần kia, tôi đã ở trong một cái tiệm bán thiệp, một cái greeting card shop, đúng không ạ? Một cái tiệm bán thiệp mà lúc mà rất là gần với cái thời điểm Christmas rồi, very close to Christmas. Và nó rất là busy, nó rất đông khách, đúng không mọi người? Và như vậy á, anh có thể chèn thêm một cái tính, một cái cạn từ vào trong đó. Unsurprisingly, tức nghĩa là không có gì ngạc nhiên cả khi mà vào cái thời điểm đó là cái tiệm bán thịt ở gần Christmas là rất là busy. Rồi, em đọc giùm anh câu tiếp theo. The guy to my left was big and muscular. Ừ, cái người đàn ông mà đứng ở phía bên trái của tôi, on my left cũng được, in my left cũng được, hoặc là to my left cũng được luôn. Tức nghĩa là ở phía bên trái tôi thì rất là to lớn và vạm vỡ, đúng không ạ? Big and muscular. Như vậy thì thay vì mình chỉ học một chữ muscular thôi, thì mình hãy học giùm anh luôn cả cụm để lỡ nói được nói cho hay luôn. Was big and muscular. Nó sẽ hay hơn so với was muscular, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục câu tiếp theo. He had a safe, had lots of tattoos on his neck and face. Right. He had a shaved head. Shaved head là cái gì ạ? Shave bình thường là mình sẽ shave your beard hoặc là your hair, tức nghĩa là mình cạo râu, đúng không ạ? Shave yourself là cạo râu. Nhưng mà ở đây là shaved head là cạo đầu, là cái đầu trọc. Shaved head. Rồi, và có lots of tattoos on his neck and face. Có rất là nhiều hình xăm ở trên cổ và ở trên mặt. Rồi, tiếp tục câu tiếp theo. He was wearing lots and lots of jewelry. Cái này jewelry á, tức nghĩa là trang sức ha mọi người ha, trang sức. Có thể là đối với những các bạn phụ nữ, các bạn gái á, các bạn nữ thì chúng ta có thể là đeo earrings nè, hoặc là necklace nè, hoặc là bracelet, tức nghĩa là cái vòng tay, đúng không ạ? Đàn ông thì có thể đeo cái gì gọi là jewelry, ví dụ như là watch nè, hoặc là một cái earring là cái khuyên tai cũng được, hoặc là một số người còn có thể đeo cái necklace là cái dây chuyền cũng được, đúng không ạ? Ông đó là ông đã xăm mình rồi mà còn có mang rất là nhiều jewelry nữa, ví dụ như thế. Rồi tiếp tục. I made an unfair but perhaps understandable assumption. Ừ, tôi đã nghĩ đến một cái assumption. Assumption nghĩa là sao ạ?
assumption là một cái giả định, một cái suy đoán, được không ạ? Một cái suy đoán nó thiếu tính công bằng, unfair, nhưng mà cũng khá là có thể hiểu được, understandable trong một cái trường hợp như thế. Tự nhiên cái đi vào cái nơi lạ, gặp một người lạ mà xăm trổ đầy mình và còn đeo rất là nhiều vòng vàng, khuyên tai, lâm la, thì mình cũng cảm thấy là hơi judging một tí xíu, đúng không ạ? Thực tế thì chúng ta không có nên judge như vậy, nhưng mà thông thường cái bản năng của con người á, khiến cho mình sẽ có những cái unfair assumption, là cái định kiến mà nó khá là unfair, nó không có công bằng. Rồi tiếp tục mình như thế nào? I have my son with me who was young enough to be in a pushchair. Tôi had my son with me, tức nghĩa là tôi dẫn theo con trai của tôi mà nó đã đủ tuổi để nó ngồi vào trong cái pushchair rồi, tức nghĩa là ngồi trong cái xe đẩy ha. Rồi I started picking up some cups and glanced down at my son. Tôi chọn lựa lấy pick some cards, tức nghĩa là chúng ta sẽ chọn một vài tấm thiệp, pick up hoặc là pick cũng được. Pick ở đây là chọn, là choose, là decide. Còn nếu mà pick up tức nghĩa là nhặt lên hoặc là lấy lên, đúng không ạ? Ví dụ pick up some flowers, ví dụ như vậy. Và ở đây mà có một cái từ rất là hay, đó chính là glance at someone hoặc là glance down at someone. Bình thường á, nếu như mà mình glance at someone tức nghĩa là liếc qua một ai đấy. Còn bây giờ mình còn có glance down tức nghĩa là liếc xuống, đúng không ạ? Có cái chữ down tức nghĩa là xuống, còn glance up là liếc lên, đúng không? Vậy mình sẽ glance down at my son, là liếc xuống nhìn con trai tôi. Cái phát hiện ra là who had disappeared from his pushchair. Tức nghĩa là cái tôi phát hiện ra con tôi đã biến mất khỏi cái pushchair rồi. Vậy chúng ta sẽ có cái câu tiếp theo là gì em? I panicked straight away and call his name very loudly. Ừ, cái chỗ này á là một cái chỗ mà các bạn sẽ hơi gặp khó khăn về cái việc phát âm tí xíu ha. Mình sẽ thấy là cái âm cuối cùng của câm panic này á là âm k, âm rất là mạnh, đúng không? Thành ra là mình sẽ phải xử lý cái ed này như thế nào. Mình không có đọc là panic, và mình cũng không thể nào mình đọc là panic the được, vì cái âm k nó đã quá mạnh rồi, cái luồng hơi nó đã đi quá xa rồi, mình không thể nào mình nhẹ lại trở lại được. Vậy thì mình buộc phải cũng mạnh theo luôn, panicked, panicked, thì cái âm the đó đã biến thành âm mạnh hơn là âm t, và sẽ là panicked, panicked. Và chúng ta sẽ là có một cụm từ nữa màu xanh ở kế bên, đó chính là straight away. Các bạn nhìn cái straight away ở phía trên với lại cái chữ right away ở phía dưới, nó đều cùng một nghĩa hết mọi người, đều có nghĩa là immediately, nghĩa là ngay lập tức, được không ạ? Và những cái chữ straight away hoặc là right away này nó rất là casual, nó rất là friendly á, thành ra là mình có thể sử dụng ở trong speaking bình thường, nhưng mà đừng bao giờ sử dụng ở trong writing. Writing mình sẽ dùng từ gì ạ? Dùng từ immediately, được không ạ? Vậy thì I panicked straight away and called his name very loudly, và kêu gọi lớn cái tên con trai tôi. Rồi câu tiếp theo em. The guy to my left looked at the empty pushchair and understood right away. Ừ, cái người mà đứng ở phía bên tay trái của tôi là cái người lúc nãy á, looked at the empty pushchair, là tiếp tục là có cái âm k, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cut, looked at, thì mình đọc nhanh là looked at the empty pushchair and understood right away, và ngay lập tức hiểu được cái tình huống đang xảy ra. Understood ở đây là understood the situation, được chưa? Ngay lập tức, right away hoặc là straight away. Ví dụ như là cô giáo tôi hỏi là ủa, con chưa làm bài tập hả? Chưa làm phải không? Con phải đi làm ngay bây giờ. Do your homework straight away. Do your homework right away. Ví dụ như vậy, đó là làm ngay lập tức đi, ví dụ như thế. Rồi tiếp tục là mình có gì ạ? Instead of helping me, he ran straight to the only exit and barred it. Cái này là bar. Cái động từ là bar ha. Bar này là gì ạ? Không phải là cái quầy bar, mà là một cái, thông thường mình sẽ có bar là một cái gì đó, nó là một cái thành chắn ngang, thì nó sẽ dẫn đến chúng ta cái động từ là bar something, tức nghĩa là ngăn chặn một cái gì đó, chặn lại cái gì đó. Và ở đây á, đưa vào cái ed thì mình sẽ double r lên thành là barred, và nó sẽ là
instead of helping me, thay vì là giúp tôi tìm kiếm á, thì ổng chạy ngay đến cái cửa thoát hiểm duy nhất, the only exit, và chặn cái lối đi đó để không cho ai ra ngoài. Barred it, được không ạ? Chặn lại. Và ổng nói là no one is leaving till the charge is found, people. Không có ai được rời khỏi nơi này cho tới khi mà đứa trẻ đó được tìm thấy, được không ạ? Và không có ai cãi lại ổng cả. No one argued. Rồi, thì cuối cùng là the child was found hiding under a display. Cái người con của tôi á, thì cuối cùng là đã được tìm thấy là đang trốn ở dưới một cái quầy hàng, hiding under a display. Và quan trọng nhất, mình hãy học cho anh cái cụm từ là safe and sound. Nhớ đến gì? Bài hát của Taylor Swift. Rất là an toàn, mạnh giỏi, safe and sound, đúng không ạ? Rồi, đây là một cái cụm tính từ ha. Mình sẽ nói là, mình có thể là she is safe and sound cũng được. Còn không, mình có thể sử dụng cái này như một cái trạng ngữ vậy đó. Ở đây là trạng ngữ, đúng không? I have arrived in New York yesterday, safe and sound. Tức nghĩa là tôi đã bay đáp đến New York ngày hôm qua rồi và rất là an toàn, mạnh giỏi, safe and sound. Được chưa? Rồi, no one had tried to adopt him. Không ai, thật ra là không có ai có kế hoạch là bắt cóc hết. Nhưng mà if that had been somebody intent, thì the muscular would have completely foiled their plan. Tức nghĩa là thật ra thì cái việc đó thì không có ai có ý định bắt cóc cả. Nhưng mà nếu thật sự là có như vậy á, thì the muscular, cái người đàn ông lực lưỡng đó, sẽ completely foil their plan, sẽ nướng cái kế hoạch đó. Foil ở đây á, là gấp lại, xé nát hoặc là nướng, phá hủy cái kế hoạch của cái người kẻ xấu đó, đúng không ạ? Foil the plan. Cái này làm sao để mình dễ nhớ? Mình sẽ nhớ dùm cho anh á, là mỗi lần mà mình ở trong gia đình mình nướng gà, nướng thịt này nọ, mà để không có, để cho thịt của mình nó không có bị không có bị khô đi á, thì thường mình sẽ đọc, mình sẽ bọc giấy nhôm, đúng không ạ? Mình sẽ có là metal foil hoặc là aluminum foil, tức nghĩa là bọc lại bằng giấy nhôm. Thì các bạn thấy là cái giấy á, cái giấy nhôm đó nó sẽ bị nhăn nheo lại, đúng không ạ? Và giả như là một cái plan của mình nó đang được viết ở trên một cái tờ giấy, thì cái ông này ông cũng sẽ làm tan nát cái plan đó, ông sẽ làm nhăn nhúm cái plan đó, không còn sử dụng được nữa, thì ông sẽ gọi là foil the plan, được không ạ? Rồi, đó là một cái việc rất là đơn giản nhưng mà rất là thông minh. A simple but genius idea. Được không? Rồi tiếp tục á, là he also would have been successful at stopping my son from wandering out. Chúng ta sẽ có cái cụm từ là wander out, tức nghĩa là lẻn ra ngoài hoặc là lang thang đi ra ngoài ha. Chúng ta sẽ có là wandering out. Ông này ông cũng có cái khả năng là vì ông chặn lại như vậy, ông sẽ ngăn con tôi khỏi cái việc lẻn ra ngoài, wander out. What a gentleman he was. Ông thật là một cái người lịch thiệp. Như vậy thì nó sẽ trái ngược với lại cái unfair assumption mà hồi nãy chúng tôi đã có, một cái unfair but understandable assumption. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ có, cái bài này nó hơi dài, thành ra là anh sẽ cho mọi người từ 30 giây đến 1 phút để chúng ta sẽ ôn tập lại những cái, trước nhất là những cái từ vựng ở trong này được đánh dấu màu ha. Một phút chúng ta bắt đầu và anh sẽ đọc dần dần mọi cái từ đầu đến cuối cho mọi người. Chúng ta sẽ có là unsurprisingly, big and muscular, shaved head, lots of tattoos on his neck and face, unfair but perhaps understandable assumption, cái định kiến, suy đoán. Glance down at, liếc xuống nhìn my son. Panicked, bị rối lên, hoảng loạn. Straight away, ngay lập tức. Right away, ngay lập tức. Barred something, chặn lại một cái gì đó. Safe and sound, an toàn, bảo trọng. The muscular man completely foiled the plan, phá hủy kế hoạch. Such a simple but genius idea. Wandering out, lang thang ra ngoài.
What a gentleman he was. 30 giây còn lại để chúng ta tự đọc. Rồi ok, bây giờ anh sẽ mời một số bạn có thể giúp anh đọc cái đoạn này lên thành tiếng được không ạ? Và hiện giờ là cái đoạn này rất là dài, thành ra các bạn chưa thể thuộc được ngay đâu. Do đó là anh sẽ nhờ các bạn đọc lên thành tiếng giùm anh thôi là được rồi. Đầu tiên á, có thể cho anh mời bạn Jessica được không ạ? Có bạn nào mà sắp phải đi làm hoặc là có việc bận á, hoặc là sắp chút phải nghỉ sớm thì chúng ta báo anh trước để mình anh sẽ ưu tiên cho các bạn đọc trước ha. Còn nếu không thì mình sẽ theo thứ tự. Rồi mời bạn Jessica. Yeah. I was once in the writing course of very close to Christmas and it was unsurprisingly very busy. The guy to my left was big and muscular. He had a shaved head, lots of tattoos on his neck and face. Rồi, đi dừng lại. Yeah. I'm sure nặng. Shaved head, shaved head. Shaved head. Rồi, tiếp tục. He was wearing lots and lots of jewelry. I made an unfair but perhaps in the stable assumption. I had my son with me, who was young enough to be in a push chair. I started picking up some cards and clamped down. Yeah, clamped down at my son, who had disappeared from his push chair. I panicked straight away and called his name very loudly. The guy to my left looked at the empty push chair and understood right away. Instead of helping me, he ran straight to the only exit and parried it. No one is living till that try it foul, people, and no one accused. The child was found hiding in the display, safe and sound. No one had tried to abduct him, but if that had been somebody intent, the muscular man would have completely foiled their plan. Không có foiled. Cái này là âm L và nó sẽ có the ở phía sau hơi nhẹ. Foiled their plan. Còn nếu như mà khó quá thì mình cứ ignore cái chữ the thì cũng không sao hết. Completely foiled their plan. Xong. Completely foiled their plan. Tiếp tục. Such a simple but genius idea. He also, of course, would have been successful at stopping my son from wandering out. What a gentleman he was. Rồi, ok, rất là tốt ha. Thì mình sẽ về nhà, mình sẽ luyện đọc cái này khoảng vài lần á. Là một hoặc là hai lần dùm cho anh. Còn bạn nào mà cảm thấy là khó học hơn á, thì mình có thể đọc qua khoảng 4-5 lần. Và sau đó mình sẽ có khoảng 30 giây đến 1 phút để mình review lại tất cả mọi cái từ vựng. Thứ nhất á, là mình review những cái từ vựng được đánh dấu màu ở trong này. Và thứ hai á, là mình sẽ cố gắng là nhớ được cái sườn của cái câu chuyện.
để sau khi mình có một phút để review rồi á, thì chúng ta sẽ nhắm mắt lại, không có nhìn vào tài liệu nữa, và chúng ta kể lại cái câu chuyện này giùm cho anh ha. Kể cái câu chuyện, và nhờ các bạn kể cái câu chuyện này lại á, theo cái dàn ý đã có, và những cái, và cố gắng sử dụng những cái từ vựng đã học rồi á, thì chúng ta sẽ giúp tạo ra một cái mối kết nối giữa cái thính giác của mình với lại cái bộ não, để sau này khi mà mình muốn diễn đạt một cái gì đó thì nó sẽ dễ dàng hơn, cái từ ngữ ở trong đầu nó sẽ tự chạy ra để giúp các bạn có thể nói được dễ hơn ha, là như vậy. Rồi bây giờ cảm ơn bạn Jessica, em có thể off tại đây để em đi làm ha. Rồi cảm ơn bạn, bây giờ mời bạn Ngọc Bích ạ. Em nói lớn giùm anh nha, tại hơi nhỏ xíu. I was on in a greeting card shop very close to Christmas, and it was unsurprisingly very busy. The guy to my left was big and muscular. He had a shaved head, lots of tattoos on his neck and face. Ừ, cái này mình đọc là tattoos. Tattoos. Cảm ơn em tiếp. He was wearing lots of jewelry. I make an unfair, but perhaps understandable assumption. I had my son with me, who was young enough to be in a first chair. I started picking up some cards and laying down at my son, who had disappeared from his first chair. Push chair. I panicked straight away and called his name very loudly. The guy to my left looked at the empty push chair and understood right away. Instead of helping me, he ran straight to the alley exit and barred it. No one is leaving till that try is found, people, and no one argue. The child was found hiding under a display, safe and sound. No one had tried to abduct him, but if that had been somebody intent, the muscular man would have completely foiled their plan. Such a simple and genius idea, he also, of course, would have been successful at stopping my son from wandering out. What a gentleman he was. Rồi, cảm ơn em. Cần về em đọc thêm vài lần nữa để giúp anh nhớ lại những cái từ vựng ở trong này ha. Và sau đó là để ý đến những cái từ vựng được tô màu và cái sườn của câu chuyện. Và bài tập của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ tường thuật lại cái câu chuyện này với những cái từ vựng á. Chúng ta không nhất thiết là phải sử dụng hết tất cả những cái từ vựng ở trong này, mà chúng ta chỉ cần là cố gắng hết sức làm được càng nhiều càng tốt là được rồi ha. Và mỗi lần mà chúng ta lỡ có nhắm mắt lại mà lỡ quên á, thì chúng ta có thể hé mắt ra, chúng ta có thể cleanse một tí xíu, chúng ta có thể liếc qua một tí xíu. Mới nói cái chữ cleanse nha, cleanse at the materials, mình có thể là liếc qua một tí xíu để mình nhớ lại tí rồi mình nói tiếp cũng được nha mọi người nha. Rồi tiếp tục, bạn Ngọc Bích có thể là off được rồi á. Cảm ơn em. Mời bạn, có bạn nào xung phong không ạ? Mời bạn Toàn. Alo. Rồi, em bắt đầu giùm anh với. I was once in a written cast shop very close to Christmas and its war. Unsurprisingly, very busy. The guy to my left was big and muscular. He has a shaved head, lost of tattoo in his neck and face. He was wearing lots of jewelry. I made an unfair but perhaps understandable assumption. I had my son with me, who was young enough to be in a pushchair. I started picking up some cards and glanced down at my son, who has disappeared from his pushchair. I panicked, straight away and on his name. Dừng nghe kỹ nè, straight âm A chứ không phải âm I. Straight away right. And called his name very loudly. The guys to my left looked at the empty post chair and understood right away. Instead of
helping me. He just tried to only assist and bear it. No one is leaving till that child is found, people, and no one argued. The child was found hiding under display, safe and sound. No one has tried to abduct him, but if that had been somebody's intent, the muscular man would have completely fooled their plan. Such a simple but genius idea. He also, of course, would have been successful at stopping my son from wandering out. Was a gentleman he swore. Okay, cảm ơn em. Em về em tập thêm những anh. Nhất là cái chỗ mà chữ straight away nhé. Và cái chữ straight luôn. Âm A chứ không âm I. Cố gắng cải thiện cái chỗ đó. Rồi, những cái chỗ khác thì phát âm rất là rõ rồi á. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn Phương Anh. Bạn nào tập xong rồi chúng ta có thể thoát ra ngoài nghỉ ngơi ha. Mời bạn Phương. Nghe em không ạ? Rồi, nghe. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. I was once in a writing castle very close to Christmas and it was unsurprisingly very busy. The guy to my left was big and muscular. He had a shaved head, lots of turtles on his neck and face. He was wearing lots of jewelry. I made an unfair but perhaps understandable assumption. I had my son with me who was young enough to be in the pushchair. I started picking up some cards and glanced down at my son, who had disappeared from his pushchair. I panicked straight away and called his name very loudly. The guy to my left looked at the empty pushchair and understood right away. Instead of my helping me, he ran straight to the only exit and buried. No one's living till that child is found, people. And no one argued. The child was found hiding under display, shape and sound. No one had tried to adopt him, but if that had been somebody's intent, the muscular man would have completely foiled their plan. Such a simple but genius idea. He also, of course, would have been successful at stopping my son from wandering out. What a gentleman he was. Rồi, cảm ơn em. Một cái phần đọc á, phát âm rất là tốt, thành ra là anh sẽ không có ý kiến gì thêm. Cái điều mà anh sẽ tìm kiếm và mong đợi ở mọi người là các bạn chỉ cần phát âm rõ là được rồi. Các bạn đừng có bị sợ hãi trước một cái nỗi lo là phát âm nó không được hay hoặc là không được chuẩn ha. Bởi vì cái điều đó nó không ảnh hưởng đến cái điểm số của các bạn. Mà chỉ cần là các bạn phát âm rõ là đã ok rồi. Cho dù là phát âm nó không có giọng, có những người suốt đời sẽ không bao giờ tập được giọng British, British English hoặc là American English. Nhưng mà người ta vẫn được điểm 8 hoặc điểm 8.5 các phần speaking, đó là chuyện bình thường, không có gì hết nha mọi người ha. Rồi bây giờ mình thử một bạn nữa là bạn Mai Nhung giùm với anh ha. Dạ. Dạ alo ạ. Rồi em nói đi em. I was born in a writing craft shop very close to Christmas, and it was surprisingly very busy. The guy to my left was big and muscular. He had a shaved head, lots of tattoos on his neck and face. He was wearing